nước sông kia hai dòng như một. Em trao miếng trầu anh cầm làm tin, em trao im đau anh nhận làm tin. Biết mai mình có về cùng nhau để câu hát trao duyên ngày hội. Áo khăn đây xin mình để lại, mai xa rồi anh nhớ anh thương. Mai xa rồi thương lại càng thương. Người ơi nhớ về hội lim, hội của trao duyên, hội của hẹn hò. Có về cùng nhau để câu hát trao duyên ngày hội. Áo khăn đây xin mình để lại. Mai xa rồi em nhớ em thương. Mai xa rồi thương lại càng thương. Người ơi nhớ về hồi trao duyên, hội của hẹn hò. Người ơi nhớ về áo khăn em chờ đến ngày hối sâu. Áo khăn em chờ đến hẹn lại lên. Người ơi nhớ về hội lim, hội của trao duyên, hội của hẹn hò. Người ơi nhớ về áo khăn em chờ đến ngày hối sâu. Áo khăn em chờ đến hẹn lại lên. Áo khăn em chờ đến ngày hối sâu. Áo khăn em chờ mùa xuân. Anh
các bạn lớp văn sử 5B. Thời gian trôi đi nhưng không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò hồn nhiên với bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp, thấm thoát. Cũng đã 43 năm, lớp văn sử 8B của chúng ta mới có dịp họp mặt đông đủ cùng bạn học thân thiết thuở nào. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức lớp văn sử 8B niên khóa 1978-1981, xin gửi tới tất cả các bạn cựu sinh viên lớp văn sử 8B lời chào thân thiết nhất, chúc các bạn cùng gia đình vạn sự như ý, sự nghiệp thành công và phát đạt. Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay thật nhiều niềm vui, thật nhiều ý nghĩa. Chúc tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt, gắn kết mãi mãi. Thưa các bạn, trong dân gian có câu diều đàn, bạn cũ đều hay, gặp bạn đồng học là may một đời. Kể từ ngày lớp chúng ta chia tay thầy cô, chia tay bạn bè, rời xa mái trường thân yêu để tiến bước trên con đường mới, nay đã trải qua 43 năm. Đời người ngắn ngủi, quá khứ rồi cũng sẽ trở thành một phần của kỷ niệm. Nếu như có thể, mỗi dịp năm mới đừng quên những buổi họp lớp, gặp mặt bạn cũ, ôn lại tình bạn keo sơn tốt đẹp ngày xưa. Bạn học cũ đã lâu rồi không gặp, có lẽ bạn đang xoáy vào cuộc đời, bận rộn với gia đình, sự nghiệp, áp lực với cơm áo, gạo tiền. Mỗi người, mỗi cảnh, tính cách cũng rất khác nhau. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tình bạn cũ vẫn như keo sơn, luôn là nơi thích hợp để bạn giải tỏa đi hết mọi buồn phiền, gửi nhau trong những lời động viên từ quý thầy cô, từ các bạn để có một niềm vui hạnh phúc trọn vẹn. Theo mục đích đó, hôm nay chúng ta tổ chức buổi họp lớp này, một buổi tiệc ấm cúng và thân mật, cũng để thỏa lòng những tâm tư tình cảm đó. Và đây cũng là nguyên nhân, nguyên do chính của cuộc họp mặt của tất cả chúng ta ngày hôm nay. Để tạo không khí vui vẻ cho buổi gặp mặt trong ngày này, sau đây là chương trình văn nghệ chào mừng các bạn lớp văn sử 8B trở về thành phố Bắc Ninh để ôn lại những kỷ niệm xưa. Vâng, bao giờ cũng vậy, vào đầu canh hát quan họ không thể quên được tục mời nước mời trầu qua lời ca tiếng hát của các liền anh liền chị. Mời các quý vị uống một chén nước và xơi một miếng trầu của người quan họ. Về bời nước người xưa nói, đôi tay nâng chén em mời, trà thơm thơm đực cả mười ngón tay. Về bời trầu người xưa còn bảo, trầu xanh câu trắng chay hồng, vôi pha với nghĩa thuốc nồng với duyên. Vâng, xin mời quý vị cùng đến với câu hát mời nước mời trầu, thay còn gọi là khách đến chơi nhà, thay cho lời cảm ơn chân thành của chúng tôi quê hương Bắc Ninh gửi tới các bạn cả lớp văn sử 8B, xin được trân trọng kính mời liền anh liền chị của quê hương Bắc Ninh chúng ta lên đây để có lời mời nước mời trầu với tất cả các bạn văn sử 8B qua câu hát khách đến chơi nhà. Lời cổ xin trân trọng kính mời. Sáng có dân chùa, sáng
ơi bạn ơi tình ơi là em nhớ đến nào giờ thăm bạn nhà đôi xanh đôi tôi đưa đến bao giờ thăm bạn nhà đôi xanh đôi đôi tình ta và sau đây chúng ta trở lại với một cái không khí sôi nổi bùng cháy của Tam Ca Gà Ngố với dân vũ theo nhạc điệu bài Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ. Con chim gì mà hót vui, con cả cánh rừng vui chân vui chân.
trong cái chờ đốt cháy người tình yêu thôi trên đôi cao đã bao đầu dòng đi một dàn dưới hầm sâu em vẫn là chiến sĩ cái chết mũi gục đầu cuộc phải dành cây tre này đến ta bên nhau những năm dài chiến đấu ngày đến ta bên nhau những đêm và sau đây là người đầu tiên và người đã dìu dắt dẫn lối cho lớp quân sự 8B chúng ta được thành công trong sự nghiệp và đã tốt nghiệp 100%, đó là anh lớp trưởng Nguyễn Sách Việt, là một người lớp trưởng hiện nay đang sinh sống ở Tân Yên, Nhã Nam, và là một người có một điệu cười thu hút, có đôi môi cháy đỏ, và một người phải nói là có một cái tâm và có một cái lòng nhiệt tình, đã cùng với lớp chúng ta thành công trong những thời gian học ở nhà trường. Tiếp theo, một nhân vật cũng rất là đáng nể, đó là bạn Phạm Thị Thanh Hằng, hiện nay đang ở Linh Xá, là lớp phó phụ trách về văn thể. Ngày xưa tôi nói, tôi biết là tuyết 5 giờ là bạn đã đi đến tất cả các phòng để coi như là gọi tất cả chúng ta đi tập thể dục. Một người nhiệt huyết, một người nhiệt tình. Đến bây giờ bạn vẫn là người nhiệt tình và bạn cũng là một trong những người đứng đầu trong việc tổ chức cái buổi họp gặp mặt hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn Thanh Hằng. Và tiếp theo là bạn Nguyễn Thị Tuyên ở Cao Thượng, Tân Yên, là một người lớp phó đời sống cơm gạo áo tiền của chúng ta, có được cơm ăn, có được nước uống ngon và có cuộc sống đàng hoàng thì phải nói đến người lớp phó phụ trách về đời sống. Tiếp theo là bà Bùi Thị Bích Tú ở Bắc Giang. Bùi Bích Tú đâu nhỉ? Một cô bé nhỏ nhắn, ngày xưa tôi thường gọi là cô bé Tú. Không phải là cô này bé, không phải là Tú bé, mà cô bé thể là cái đấy là cái sự thân thương, cái sự thân thương rất là yêu mến, nhưng mà lúc đấy thì cũng chỉ dám là cô bé thôi, rất là yêu thương nhưng mà cũng không dám thương yêu, mà chỉ dám nói là cô bé thôi. Đến bây giờ thì nghĩ đến rồi thì cũng lại muộn mất rồi, đâu vào đấy rồi. Rất là tiếc, biết làm thế nào đâu. Mà không phải chỉ tôi là người tiếc ở trong lớp này, và rất nhiều bạn trai tiếc lắm. Đấy, chỉ có riêng anh Việt lớp trưởng tiếc cũng chẳng làm gì được, bởi vì lúc đấy anh Việt anh đã coi có vợ rồi, đẹp trai nhất trường sư phạm, nhưng mà bị hạn chế là cũng đã lấy vợ. Tiếp theo là bạn Tống Thị Thanh Thủy, Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn. Vâng, Tống Thị Thanh Thủy đâu nhỉ? Vâng, vừa rồi chúng ta đã được nghe một cái câu quan họ tương phùng tương hộ. Hiện nay Tống Thị Thanh Thủy là tham gia vào cái câu lạc bộ văn nghệ ba miền. Chốc nữa bạn sẽ hát cả ba miền Bắc Trung Nam. Tiếp theo là bạn Đinh Thị Thành ở Tiền An, thành phố Bắc Ninh. Vâng, đứng ở chữ Đinh là mạnh lắm, là sắc lắm, là cứng lắm. Đấy, cho nên là Đinh ở đây là Đinh cứng, Đinh sắc. Đinh thì Kim Thành. Và tiếp theo là Dương Hải Yến, đến từ thành phố Bắc Ninh. Dương Hải Yến đâu nhỉ? Là một người có một cái thân thể, là một con thân thể rất là vạm vỡ. Và bạn này ngày xưa là nói với các bạn là bạn này ngày xưa, tôi bây giờ mới tiết lộ, ngày xưa là tôi cũng bị muỗi đốt vì bạn này.
Bởi vì bạn này có một anh ở quê tôi đi bộ đội lên tán tỉnh. Thế tôi thì dẫn dắt bạn này đến yêu. Mình thì chả biết yêu là gì, nhưng mình lại chỉ được là cái người dẫn dắt thôi. Cứ chờ đợi thôi, cứ ngồi một xó chờ đợi muỗi đốt đi, để cho hai vị cứ làm gì thì làm. Đấy là bạn Dương Hải Yến. Tiếp theo bạn Phạm Thị Dung đến từ Tiền An, thành phố Bắc Ninh. Phạm Thị Dung đâu ạ? Phạm Thị Dung. Phạm Thị Dung. Tiếp theo là Nguyễn Thị Huyền đến từ Phố Lấy, Việt Yên. Bạn Huyền này thì cái dáng người tức là hết sức là mẫu. Tôi nhìn đã thèm rồi, các bạn còn nhìn còn thèm nữa. Và bây giờ bạn vẫn xinh, vẫn đẹp. Và bạn Minh đâu ạ? Bạn Minh giới thiệu qua rồi, xin mời bạn Minh ạ. Đấy, bạn Minh chúng ta thấy không? Có một cái điều cười rất hay, điều cười quyến rũ. Điều cười này thì 100 người đàn ông thì 101 người coi như là... Tiếp theo là bạn Nguyễn Thị Liên, Sông Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Nguyễn Thị Liên. Tiếp theo là Nguyễn Thị Minh Thu. Minh Thu đâu ạ? Minh Thu thì cái mà tôi thích nhất ở Minh Thu là cái răng khơi khảnh một tí. Và Minh Thu có một cái biệt tài là quyến rũ đàn ông rất là hay. Tiếp theo là Dương Thị Mai, Sông Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Bạn Dương Thị Mai. Ở lớp ta có Phạm Mai, có Dương Mai, có Phương Mai. Nói đến Mai là đã thấy sướng rồi. Nói đến Mai là thấy hay rồi. Mai nào cũng xinh, Mai nào cũng đẹp, Mai nào cũng duyên. Mà Mai nào tôi cũng thích. Nhưng chỉ được thích một Mai thôi. Còn trong ba Mai đây thích Mai nào mọi người tự suy nghĩ, tự hiểu. Tiếp theo là Nguyễn Xuân Kiên, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh là tôi. Tôi cũng phải tự giới thiệu tôi. Tôi thì nói với các bạn chả nói biết là ngày xưa tôi ở lớp văn sử 8B là một người sống cực kỳ khép kín. Đấy. Có lẽ là nhiều người quên tôi rồi. Hôm nay mới bắt đầu nhớ lại. Đúng là mọi người quên tôi, bảo không biết là vừa rồi thì có thể đến người ta ngỡ ngàng mà không biết là cái ông này là ông nào. Ông này không phải văn sử 8B đâu mà. Ông này ông ở đâu, ông trên trời ông rơi xuống. Bởi vì tôi sống khép kín, cũng thổ lộ với các bạn là lúc đấy là cũng do điều kiện đó, điều kiện kia. Mà chỉ có anh Danh Việt anh mới hiểu được tôi. Xin được cảm ơn các bạn. Tiếp theo là bà Trần Thị Nga đến từ Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Tiếp theo là bà Nguyễn Thị Phượng đến từ Sông Mai, Bắc Giang. Tiếp theo là bà Trình Thị Hương đến từ thành phố Bắc Ninh. Nói các bạn là Hương thì ta gọi là Hương Chét. Hương Chét, Hương Lồn. Nhưng mà ăn nhau ở cái chét cái lùn đấy bạn ạ. Đấy. Nếu mà không chét không lùn thì là không hay, phải không? Bởi vì cái khuôn mặt của bạn là phải chét và lùn. Nếu khuôn mặt của bạn mà cao thì không đẹp. Đấy, nó ăn nhau ở cái đấy đúng không? Rồi, ok. Tiếp theo là Nguyễn Thị Nghị. Tôn Sĩ Nghị. Nhìn Tôn Sĩ Nghị thì cũng vẫn như xưa. Nếu mà Tôn Sĩ Nghị đi ra đường tôi nhận được ngay. Không phải gì cả, bởi vì rất là vẫn như nguyên như chú. Tiếp theo là Hoàng Thị Thi, Hoàng Thị Kim Thi đến từ Thanh Xuân, Hà Nội. Nói đến Kim Thi thì ngày xưa tôi liên tưởng Kim Thi là người mẫu dây. Đấy. Người trắng mà cũng nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng bây giờ là không biết là ai đắp thêm, nhưng mà thấy là cũng béo, béo là cũng đẹp. Mà lúc ở trường sư phạm thì gầy cũng xinh. Đấy. Cho nên là gầy cũng xinh mà béo cũng đẹp. Đấy là Kim Thi ạ. Tiếp theo là Nguyễn Thị Vân đến từ Thuận Thành, Bắc Ninh. Nguyễn Thị Vân. Tiếp theo
là Ngô Thị Lịch, đến từ Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Tiếp theo là Trần Thị An Khương, đến từ Tân Yên, Bắc Giang. Vâng, Trần Thị An Khương nở một nụ cười phải nói là rất rất sướng. Anh Việt, anh nhìn thấy nụ cười của em Khương là anh Việt anh khoái rồi. Anh Việt cũng có một cái điệu cười rất chi là hay. Nếu mà anh Việt cười ở đầu này thì đầu kia coi như là biết ngay. Anh Long đấy là múa nhá. Tiếp theo là chị Chu Thị Hoa. Vì chị Hoa là sinh năm 1955, là U70. Nếu ra đường thì tôi sẽ gọi là em. Nếu ra xã hội là gọi em, nhưng mà ở đây là sinh năm 1955, U70. Cho nên là gọi là chị Hoa, nhưng mà trẻ quá, ngon quá. Vâng. Tiếp theo là Phạm Mai, Yết Kiêu 2, Ngô Quyền, Bắc Giang. Vâng. Và chốt hạ trong danh sách hôm nay thứ 25 là Chu Mai Phương, Yên Mẫn, Kinh Bắc. Vâng. Như vậy là chúng ta đã được chiêm ngưỡng 25 gương mặt của lớp văn sử 8B tề thành về đây để gặp nhau, ôn lại những kỷ niệm xưa và gợi lại những cái tình cảm ngày xưa của lớp văn sử 8B. Ngoài ra còn một số ví dụ như anh Nguyễn Khắc Súng cũng rất nhiệt tình, nhưng anh Dũng hiện nay đang sinh sống ở Long An cho nên anh cũng không có tức là do điều kiện bận không thể bay được về, và anh cũng đã có gửi một cái bài thơ. Sau một lúc nữa thì em Phượng sẽ đọc cái bài thơ của anh Dũng để gửi lớp ta. Sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Sẽ Việt sẽ lên phát biểu ý kiến trong buổi gặp mặt hôm nay. Xin trân trọng kính thưa toàn thể các bạn giáo sinh lớp văn sử 8B trường sư phạm 10+3 Hà Bắc. Hôm nay tôi rất là vinh dự được phát biểu lời đầu tiên, và bài viết của tôi cũng nói trước các bạn là bạn Kiên và bạn Hằng đã in cho một tờ, nhưng mà tôi xin là tâm sự bằng cái lời viết của mình, phải không ạ? Bài viết của bạn Việt như thế này. Bài viết: mùa xuân trên thành phố Bắc Linh. Kính thưa toàn thể các bạn cựu giáo sinh lớp văn sử 8B trường sư phạm 10+3 Hà Bắc cũ, nay là trường cao đẳng sư phạm Bắc Giang. Hôm nay tôi rất vui được về Bắc Linh để gặp mặt các bạn trong ngày đầu xuân năm mới Giáp Thìn. Tôi xin kính chúc các bạn và đại gia đình các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc các bạn, các em vui hơn, trẻ đẹp hơn, bình an, và gửi lời chào tốt đẹp thân yêu nhất. Chúc buổi gặp mặt lớp văn sử 8B hôm nay thành công tốt đẹp. Thời gian thấm thoát đã 43 năm chúng ta ra trường, mỗi bạn về mỗi địa phương công tác. Trong thời bao cấp muôn vàn khó khăn, các bạn lo toan kinh tế gia đình để tồn tại và phát triển như ngày hôm nay. Chúng ta phải khẳng định rằng các bạn của tôi như ngày hôm nay, ta phải khẳng định rằng các bạn của tôi rất tài và rất giỏi, rất đảm đang. Đến hôm nay các bạn vẫn khỏe mạnh, xinh đẹp, phong độ hơn ngày xưa nhiều. Các bạn ơi, vui hôm nay nhớ lại ngày xưa ấy, khi chúng ta được vào lớp văn sử 8B, tôi vinh dự được các bạn bầu là lớp trưởng, bạn Huyền ở Việt Yên được bầu là bí thư chi đoàn giáo sinh, sau đó là bạn Phạm Minh Hằng bí thư đến hết năm học thứ ba, rồi bạn Lịch, bạn Tuyên, bạn Minh làm phó lớp. Các bạn lớp mình đạp xe từ Từ Sơn, Bắc Linh, Gia Lương, Thuận Thành, Quế Võ, Việt Yên, Bắc Giang, Tân Yên, Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang, bạn Khánh ở Từ Sơn, bạn Trường và bạn Trọng ở Sơn Động, Lục Ngạn, bạn Kính ở Lục Lan,
các bạn Dũng, bạn Liên, bạn Hằng, bạn Xuân, bạn Trung, bạn Mai, bạn Hoàn, bạn Phả ở Thuận Thành, Quế Võ, bạn Dung, bạn Hương, bạn Thi, bạn Phương, bạn Nga, bạn Yến, bạn Hương, bạn Thành, bạn Kiên, bạn Thu ở Bắc Linh. Ở Việt Yên gồm có bạn Huyền, Thân Huyền, Đỗ Trường, rồi bạn Ngô Lịch, bạn Hoa, bạn Phiến. Bạn Hợp ở Lạng Giang, chuyên là thư ký của lớp ta. Ở Bắc Giang có bạn Minh, bạn Tú, bạn Phạm Mai, bạn Phượng. Ở rồi các bạn như là bạn Trúc, bạn Dương Mai, bạn Vân, bạn Liên, rồi bạn Nghị. Ở Yên Thế có bạn Quỳnh và bạn Doãn Hùng. Ở Tân Yên có bạn Tuyên, bạn Nguyễn Mai, bạn Khương và bạn Việt. Còn bao bạn khác nữa tôi không nhớ hết, các bạn thông cảm cho. Và chúng ta cũng để gọi là một chút chia buồn cùng với bạn Hoàng Văn Trọng, bạn Đinh Văn Quỳnh và bạn Thắm đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Tôi và các bạn đã trải qua những năm bao cấp, sao mà thiếu thốn quá vậy, mà nay vẫn khỏe, vẫn vui và vẫn cười, vẫn hát. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu đời, yêu bạn vẫn đẹp sao. Các bạn còn nhớ không? Các bạn còn nhớ không? Tôi và các bạn tháng 2 năm 1979, cả lớp ta đi làm nhiệm vụ đào phòng tuyến ở trên biên giới Lạng Sơn, ở đỉnh đồi 361, làm lán trại ở. Cả cô giáo Giang làm chủ nhiệm lớp, ngủ cùng các bạn, nói chuyện nhỏ, mọi người cách nhau một vách lứa. Nhớ không? Đêm ngủ, tiếng pháo nổ của quân đội Trung Quốc ta nghe rõ. Sáng dậy, các bạn ăn sáng rồi cùng nhau vác xà beng cuốc xẻng lên đồi 361 để đào phòng tuyến chống quân giặc. Lũ con trai nghịch ngợm để lăn những hòn đá to bằng bàn giáo viên xuống chân đồi. Các bạn nam nữ lớp ta cùng tắm suối, ăn rau rừng. Tôi được cô Giang giao nhiệm vụ cầm súng ở đầu bên hồ gần nơi ta ở, bảo vệ cô Giang và bạn Đinh Thành tắm khi lớp ta đi dỡ sắn ở Lục Ngạn. Rồi các bạn nam đi tập ở quân dự nhiệm, các bạn đi thực tập sư phạm. Rồi chúng ta trong trường đóng gạch, ngâm tre, rồi lao động. Trời ơi, ngày đó sao mà vất vả quá, khổ quá, mà các bạn 8B văn sử của tôi vẫn vui, vẫn hát như bạn Minh, bạn Mai, bạn Thủy, bạn Tú. Thì múa tràm rông đó là bạn Xuân và bạn Nghiệp. Bạn Mai, người đẹp, uốn dẻo, thi văn nghệ của nhà trường. Các bạn ơi, vui sao một sáng tháng 3, nghĩa là hôm nay phải không ạ? Vui sao một sáng tháng 3, 43 năm chúng ta xa cách, hôm nay ta hẹn nhau gặp mặt. Vui hôm nay nhớ lại ngày xưa ấy, kể chuyện vui buồn thời sư phạm. Bạn Liên, bạn Thu, bạn Hằng, bạn Dung, bạn Kiên, bạn Tú, bạn Mai, bạn Dũng, bạn Hương, bạn Minh, bạn Phượng, bạn Yến, bạn Thủy. Tâm tư tình cảm chuyện chúng mình, đúng lời Bác dạy, hết mưa là lắng hồng lên thôi, hết khổ là vui vốn lẽ đời. Đúng là lớp văn sử 8B của chúng ta, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu của các bạn đến nay vẫn đẹp sao. Tôi rất vui sướng và cảm động được gặp mặt các bạn hôm nay. Cảm ơn các bạn trong ban tổ chức Bắc Linh, ban liên lạc đã tổ chức ra buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Chúc các bạn luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, yêu thương gia đình mình nhiều nhiều hơn nữa. Gửi tới các bạn một thông điệp từ nay về sau, chúng ta cần sống và nghĩ vô tư hơn, thanh thản hơn, vị tha hơn, khoan dung hơn, độ lượng hơn, thân thiện hơn, tình cảm với gia đình, bạn bè và mọi người trong xã hội. Đúng như câu hát, lúc ở trường các bạn là cô giáo, khi ở nhà các bạn vừa là cô giáo lại vừa như mẹ hiền. Mà các bạn biết rằng các cụ ta đã dạy, chúng ta
ở hiền gặp lành có phải không các bạn? Văn sử 8B của tôi ơi. Dạ. Thì một lần nữa cũng nói lại tâm tư tình cảm của mình. Tôi rất vui sướng và rất hồi hộp, rất xúc động được vẫn là các bạn gọi nguyên là lớp trưởng và gặp mặt các bạn hôm nay, thấy các bạn của mình vẫn vui, vẫn khỏe, vẫn trẻ, vẫn đẹp và vẫn hồn nhiên yêu đời. Chúc cho tất cả lớp ta ngày càng đoàn kết hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn và hẹn gặp lại. Chào các bạn. Vâng, được xin được cảm ơn lời phát biểu của anh Danh Việt, lớp trưởng, đã cho chúng ta một cái bức tranh của quá khứ của lớp văn sử 8B rất đầy đủ, rất kỹ càng từng khuôn mặt một. Thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn và kính chúc anh cùng gia đình bước sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, và chúc cho lớp văn sử 8B chúng ta luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và để nối tiếp chương trình thì một nhân vật cũng rất quan trọng cho cái buổi kết nối hôm nay, cái gắn bó hôm nay, đó là Minh Hằng. Sau đây Minh Hằng sẽ lên có một đôi lời phát biểu ý kiến. Bạn Hằng là người đầu tiên và cũng là người nhiệt tình nhất trong ban liên lạc cùng với bạn Kiên đã tổ chức ra buổi gặp mặt 43 năm xa cách của chúng ta. Và cũng rất là cảm ơn đặc biệt bạn là Phạm Minh Hằng và bạn Nguyễn Xuân Kiên cùng với các bạn ở Bắc Linh. Rất cảm ơn các bạn. Và cũng thưa với các bạn rằng tôi cũng không thể nào ngờ rằng hôm nay bạn Xuân Kiên của chúng ta lại hồn nhiên vô tư người đẹp trai như ngày này. Rất là vui. Kính thưa tất cả các đại biểu, thưa các bạn học sinh, thưa các bạn văn sử 8B thân yêu của tôi, được có ngày hôm nay là một sự nỗ lực rất lớn, không những riêng của ban tổ chức mà sự nỗ lực rất lớn của tất cả các bạn. Chúng ta ở mọi nơi chúng ta sẽ cố gắng, rất rất cố gắng mới có được một cái buổi ngày hôm nay. Cho nên là tôi rất là cảm động và chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Thế còn cuộc đời của chúng ta thì gian khổ cũng rất nhiều, bạn Việt đã nói rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ buông bỏ tất cả mà chúng ta chỉ nhìn thấy những cái chúng ta được thôi. Cái được lớn nhất của cuộc đời chúng ta là nghề giáo, là một nghề đẹp nhất trong các nghề, nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Và ngày xưa tôi đi học rất mong đến đầu năm để được đón chào cô giáo chủ nhiệm, xem cô giáo mình có trẻ không, có đẹp không, có xinh không. Thế là tôi ấp ủ và đã được trở thành cô giáo. Và tôi cũng được cùng với các bạn những năm tháng gian khổ. Và chúng ta lại được tốt nghiệp, chia tay nhau. Bao nhiêu năm lưu luyến nhớ nhung, đến hôm nay được về hội tụ, gửi lời cảm ơn tất cả các bạn. Chân thành chúc các bạn có một cuộc sống gia đình ấm êm, dù là các bạn đã thành đạt hoặc chưa thành đạt, dù là các bạn toại nguyện hoặc có những điều chưa toại nguyện, chúng ta cứ tự hào là chúng ta đã thành công và chúng ta cứ vui vẻ là đến giờ phút này chúng ta vẫn được gặp nhau, thế là thành công rồi, thành công mỹ mãn rồi. Xin chào. Bốn mùa dương tiết hảo lòng chi hạnh.
thay lời mặt anh Dũng, anh Dũng từ Long An đã gửi tới lớp mình một bài thơ nhờ em Phượng đọc hộ. Sau đây em xin đọc bài thơ của anh Dũng. Bài thơ có tựa đề là Mấy lời gửi bạn xưa. Xa nhau đã 4-3 năm, tình xưa bạn cũ cách ngăn khoảng trời. 8B Văn Sử đây rồi, cùng vui ngày hội tiết trời vào xuân. Về nơi văn hiến ngàn năm, vui cùng bạn cũ lên ông lên bà. Tháng ngày năm ấy đã qua, thời gian thấm thoát đã là dòng trôi. Để ta nhớ lại một thời, bao nhiêu kỷ niệm cuộc đời sinh viên. Những ngày gian khó ai quên, những ngày dỡ sắm sống trên núi rừng. Núi cao rừng thẳm đã từng ghi vào trang sử lẫy lừng đời ta. Dằn lòng khoai sắn đã qua, biên cương khói lửa lòng ta căm hờn. Bút nghiên gửi lại chiến trường, núi rừng sơn động con đường đảng giao. Mùa xuân 79 nhớ sao, đời sinh viên ấy đi vào trang thơ. Núi cao rừng thẳm đang chờ, búa chim cuốc xẻng từng giờ bên nhau. Măng rừng giềng củ thay rau, tình như ruột thịt trước sau không mờ. Ngày về trường cũ ngẩn ngơ, nhớ từng kỷ niệm bây giờ khó quên. Giáp Thìn họp lớp kề bên, giật mình nhớ lại bao bạn hiền ngày xưa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đời sao ngắn ngủi tình chưa giải bày. Mừng mừng tủi tủi hôm nay, ngày mai ai biết chia tay bạn hiền. Ngày vui năm mới Giáp Thìn, tình xưa bạn cũ gắn liền từ đây. Cùng nhau chung sức chung tay, giữ tròn tình nghĩa càng ngày càng xuân. Xin hết ạ. Đây là bài thơ của anh Nguyễn Khắc Dũng. Nay anh định cư ở tại Long An, không về với lớp hội với lớp ta được. Anh rất là tiếc vì hoàn cảnh ạ. Xin cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Xin chúc lớp ta luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Và tiếp theo, xin các bạn sẽ đăng ký ý kiến phát biểu cảm tưởng. Kính thưa ban tổ chức, thưa toàn thể các bạn, thật là vinh dự cho tôi sau hơn 40 năm được về đây gặp lại các bạn lớp văn sử 8B, trường 10 cộng 3 của Hà Bắc xưa kia và nay đổi thành nhờ trường cao đẳng sư phạm của Bắc Giang. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc các bạn cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc, hạnh phúc. Chúc hội nghị, chúc cuộc hội ngộ của chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa các bạn, nhìn lại hơn 40 năm về trước, chúng mình còn ở độ tuổi 18 đôi mươi. Ở khắp mọi nơi trong tỉnh được chung sống, học tập, được chia ngọt, sẻ bùi, chia nhau từ miếng khoai, mỏng sắn, cọng rau, vui buồn to nhỏ, khó khăn chất chồng. Thế rồi ra trường, chúng ta mỗi người một nơi, thế rồi cũng nếm trải bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, của ngành giáo dục, để đến hôm nay chúng ta đã vượt qua chính mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Gặp lại nhau khi tuổi đã bạc, tóc đã bạc, tuổi đã xế chiều, lòng tôi nao nao khó tả, xen lẫn niềm vui dâng trào. Chính khoảng khắc này tôi không bao giờ quên. Cho nên dù chỉ còn một phút, một giây, một giờ, tôi luôn luôn dõi theo các bạn trong trang Zalo của nhóm. Và tôi mong rằng trong gia đình, các bạn là người vợ thủy chung, là người chồng, là người ông, người bà mẫu mực với xã hội, là một người công dân tốt, luôn lan tỏa những nét đẹp nhất tới cộng đồng. Tới đây
tôi xin dừng lời. Một lần nữa, tôi chúc các bạn cùng gia đình mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc. Hẹn gặp lại. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa toàn thể các bạn, lớp văn sử 8B, đầu tiên, cho phép tôi được gửi tới các bạn lời chúc sức khỏe đầu xuân năm mới và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi gặp mặt của chúng mình tràn ngập niềm vui và đầy ắp tiếng cười. Thưa toàn thể các bạn, được gặp mặt trong ngày hôm nay với một không khí đầm ấm, vui tươi của tuổi xế chiều, chúng mình phải cảm ơn rất nhiều tới các bạn trong ban tổ chức. Các bạn đã rất nhiệt huyết và thật sự chu đáo với công việc để chúng mình được gặp mặt trong ngày hôm nay. Cả lớp chúng mình dành một tràng pháo tay thật lớn để gửi tới các bạn trong ban tổ chức. Về cá nhân tôi thì nói thật với các bạn là được đến với các bạn trong buổi ngày hôm nay là tôi rất vui và vô cùng xúc động. Thực sự rất xúc động. Lúc đầu là tôi cũng xác định là không định đi đâu. Vì một số cái lý do chủ quan. Và cũng có một số các bạn thì đã biết và một số bạn thì cũng chưa biết. Nhưng mà hôm nay tôi cũng xin chia sẻ để các bạn thông cảm với tôi. Cái lý do thứ nhất ý, đó là tôi rất là say xe ô tô. Đấy, đã có lần đi tham quan với lớp là phải về nhà bạn Trịnh Hương để ngủ. Đấy, rất say xe ô tô. Cái lý do thứ hai là tôi đã không đi được xe máy từ trước khi nghỉ hưu, không đi được nữa. Thế cái lý do thứ ba nữa ấy, thì cũng chia sẻ với các bạn là nửa đời của tôi là đã bỏ trốn tôi gần 6 năm nay rồi, cho nên là cũng rất là buồn. Thế chính vì như thế cho nên là tôi cũng không định đi. Nhưng mà thôi, tôi là cuối cùng thì là vì tình bạn bè luôn thôi thúc, và cũng là vì rất nhiều bạn ở lớp cũng động viên, nên là tôi đã quyết tâm đi và được gặp nhau trong cái niềm vui. Nhưng ngày hôm nay tôi xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Zalo và các bạn gửi ấy, thì tôi thấy như thế này, có dự thảo là gặp mặt của lớp đấy. Thế nhưng mà tôi cũng chia sẻ để các bạn cũng thông cảm cho tôi là như thế này. Đấy, với những cái lý do như trên thì nếu mà thực hiện như thế ở cái tuổi này ấy, thì có lẽ là cũng rất là khó khăn đối với tôi, rất là khó khăn. Thế nếu như là những cái buổi nào mà tôi không có thể tham dự được ấy, thì cũng mong là tất cả các bạn hoan hỉ cho tôi. Đấy, tức là rất cố gắng hết mức. Thế nhưng mà nếu như đấy vì ba cái lý do trên tôi đã đưa cho các bạn biết rồi đó, mà không tham gia được ấy, thì các bạn thật sự là hoan hỉ cho tôi. Cuối cùng, một lần nữa, xin kính chúc toàn thể các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có một cuộc sống thật sự an lành. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể các bạn, vừa qua thì chúng ta đã nghe bạn Kiên phát biểu về vấn đề thứ nhất là vấn đề chúng ta bầu hội trưởng, hội phó và ban liên lạc của lớp. Thứ hai là về vấn đề chúng ta có nghĩa là duy trì xem là chúng ta gặp mặt nhau một năm một lần. Thế nhưng mà theo ý tôi là như thế này, năm nay là 43 năm, đúng không ạ? Thế thì tôi có ý kiến của cá nhân như thế này là chúng ta cố gắng duy trì họp và 45 năm chúng ta sẽ họp lần thứ hai. Thế thì là và tôi có ý kiến như này là 45 năm là họp lần thứ hai thì chúng ta cố gắng chúng ta sẽ họp tại thành phố Bắc Giang, đúng không ạ? Tại thành phố Bắc Giang là lần thứ hai. Gặp mặt 45 năm là chúng ta gặp mặt ở tại chúng ta nhất trí thì chúng ta giơ tay vỗ tay. Bây giờ để có một cái cuộc hội ngộ ngày hôm nay, cái bản thân tôi thì vượt qua rất nhiều cái vấn đề về sức khỏe. Thậm chí hôm nay uống thuốc chống say từ hôm qua, hôm nay lại uống. Thế nhưng mà vẫn say, cho nên vào đến cái hội trường của mình mặc dù có một cái không khí rất đặc biệt, nhưng mà tôi vẫn cứ nao nôn nao, vẫn chưa có bình thường. Thế cho nên là mỗi một lần gặp mặt như thế này là cả một vấn đề đối với chúng tôi.
Thế cho nên là tôi có ý kiến như thế này. Thôi, cái vấn đề tổ chức năm nào thì chúng ta đóng góp năm ấy. Thế còn không thành lập quỹ, nhất trí. Ừ, còn có cái điều thứ hai nữa mà tôi cũng muốn đưa ra cái ý kiến mạnh dạn bàn với các bạn như thế này. Là thôi, chúng ta cứ đôi ba năm chúng ta tổ chức một lần. Để lúc bây giờ chúng ta còn ai thì chúng ta vẫn có những cái điểm háo hức xem mấy năm vừa rồi có sự thay đổi như thế nào. Chứ cứ mỗi năm mà họ một lần thì chúng tôi chắc là cũng không thường xuyên được. Bởi vì nó rất là vất vả về vấn đề sức khỏe. Chuông vàng ra đi cười, nay có mấy tàm này ở tàm quan là để mỹ năm là năm xong tôi tưởng đến mà này cũng rằng người ngoan đi tôi phiền người ơi người ở đứng lỗi mà này cũng có đo đầy